Lưu ý trước khi xem, đây là phần spoil trước của truyện tranh nên sẽ không có hình ảnh. Mọi người cân nhắc trước khi xem nha. Tiếp tục tập truyện trước. Cho dù Kỳ gia tiểu thư chỉ là có thể thi triển lực liệt vũ cung, một người tu luyện như vậy đã không phải cùng cấp bậc có thể chống lại. Thậm chí siêu phàm cảnh đỉnh cấp người tu luyện cũng phải tránh lui 90 dặm. Ai dám cùng Kỳ gia tiểu thư tranh phong, đệ tử huyết minh đó chết bất đắc kỳ tử, chính là ví dụ cái này làm cho mọi người lại là giận mà không dám nói gì. Mọi người có thể làm chỉ có mong đợi, mong đợi Diệp Thần sớm kết thúc cái tu luyện đáng chết này cho bọn họ lưu lại một chút chỗ trống. Nhất là là những người này rõ ràng nhận ra được, hai ngày này khí tức năng lượng ngưng hồn đài càng phát ra yếu ớt, tâm tình lại là nóng này. Tiếp tục như vậy, Diệp Thần thật sự là dự định để lại cho người khác không một chút đường sống à? Hô, đi tới ngưng hồn đài ngày thứ ba, lúc tờ mờ sáng ở chính giữa tất cả mọi người vô số lần khấn cầu và mong đợi diệp thần ngồi khoanh chân ở trung tâm bão dài thở ra một cái cửu thiên huyền dương quyết trong cơ thể dần dần ngừng vận chuyển diệp thần chậm rãi mở hai mắt ra ngày này diệp thần rốt cục thì bước lui ra tu luyện mà ở ngương hồn đài tàn phá bừa bãi ước chừng ba ngày gió bão rốt cuộc vào giờ khác này tiêu ngừng lại mọi người mơ màng buồn ngủ nhận ra được cái tình huống này đột nhiên mở mắt ra tầm mắt cũng theo bản năng tập trung tới hướng diệp thần thiên địa vào giờ khác này tựa như cũng yên tĩnh diệp thần từ tu luyện trở về bây giờ là cái tình huống gì toàn bộ ngưng hồn đài yên lặng đến khủng bố ước chừng thời gian ba ngày diệp thần rốt cuộc ngưng tu luyện mở cặp mắt hắn ra trong nháy mắt tiếp xúc tới ánh mắt diệp thần lòng tất cả mọi người đều không khỏi chìm một chút đó là một đạo ánh mắt sắc bén bực nào giờ khác này diệp thần vạch qua tầm mắt mọi người tựa như có thể nhìn thấu tất cả mọi người Diệp Thiên Sinh, ngài cuối cùng kết thúc. Ước chừng qua một lúc lâu, Thẩm Thạch Khê tỉnh hồn lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Giờ phút này, tất cả mọi người không cách nào cảm nhận được khí thế của Diệp Thần cường đại dường nào. Nhưng là, giờ phút này ánh mắt Diệp Thần như là làm cho lòng người sợ hãi, hắn hiển nhiên có biến hóa bất đồng. Thậm chí cảm giác ánh mắt này giống như là đang đối mặt một cường giả siêu phàm cảnh. Chẳng lẽ Diệp Thần đã bước vào tầng này? thời gian ba ngày từ chân nguyên cảnh đến thần du cảnh, rồi đến siêu phàm cảnh. Không thể nào. Mấy ngày đa tạ tiền bối hộ pháp cho ta. Hướng thẩm thạch khê gật đầu một cái, diệp thần nhẹ giọng nói. Thẩm thạch khê nghe được tiền bối, trực tiếp sợ thiếu chút nữa quỳ xuống. Diệp tiên sinh, bối phận không thể loạn. Ngài nhưng mà sư. Nếu là tông chủ biết, có thể muốn giết ta. Ngay sau đó, Diệp thần hướng nhìn sang kỳ ra tiểu thư, mặc dù không biết đối phương tại sao phải giúp mình, nhưng là phần ý tốt này hắn tâm lĩnh. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này đem gân mạch hắc bạo cuồng mãng ra. Cảm ơn. Kỳ ra tiểu thư đem vũ khí thu hồi lại, cười một tiếng, khách khí, ta là người thích kết bạn, bây giờ chúng ta hẳn coi là bạn bình thường đi. Diệp thần do dự mấy giây gật đầu một cái, coi là. Chỉ chốc lát sau, Diệp thần thu hồi tầm mắt, nhẹ thở ra một hơi, đột nhiên bắn về phía một phương hướng, ý định giết người phóng thích, nói có một ít sự việc nên giải quyết một chút thời gian mấy ngày nay mặc dù cũng đang tu luyện nhưng là ngoại giới phát sinh một ít chuyện tình diệp thần sẽ không biết sao nói thí dụ như ngày đó kỳ gia tiểu thư lấy liệt vũ cung cường thế chấn giết một đệ tử huyết minh nói thí dụ như mấy ngày luôn luôn phong tỏa ở trên người mình mấy đạo sát ý người huyết minh muốn tiêu diệt diệp thần từ đầu đến cuối bất diệt đã như vậy diệp thần không muốn chờ đợi kỳ tiểu thư động thủ ở ngưng hồn đài hẳn không có vấn đề chứ. Chỉ cần không đem sự việc làm lớn chuyện, tự nhiên không có sao, những nhân vật lớn chấn giữ sẽ không quản. Diệp thần gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hướng nhìn sang huyết phong hoa và mấy vị cường giả huyết mình. Oanh! Một khắc sau, thời gian vừa niệm, một cổ ý định giết người ưu việt phóng lên cao. Chính giữa ý định giết người, thiên địa động lại, tất cả mọi người tựa như rơi vào đến chính giữa hầm băng. Diệp thần ở trong luân hồi mộ địa, Thời gian ba ngày, lại từ chân nguyên cảnh tầng thứ ba bước vào đến chân nguyên cảnh tầng thứ tám. Dòng dã năm cảnh giới. Mặc dù không có bước vào thần du cảnh, nhưng là cơ hồ nghịch thiên. Phải biết ngang hàng cảnh giới, hắn so cường giả côn lôn hư mạnh hơn gấp mấy lần. Đây cũng là mấu chốt hắn có thể vượt cấp giết người. Mà giờ khác này hơi thở hắn và ý định giết người căn bản không phải chân nguyên cảnh tầng tám. Càng giống như là thần du cảnh. Không tốt. Cẩn thận. Thần sắc huyết phong hoa đại biến, kinh hô thành tiếng. Khi thế thật là mạnh mữ. Đây tuyệt đối không phải chân nguyên cảnh. Tựa hồ giống như là thần du cảnh, vừa giống như siêu phàm cảnh, nhưng lại cũng không giống. Theo ý định giết người bung ra. Giờ khắc này hơi thở diệp thần cuồng bạo. Huyết long trong cơ thể tựa như cũng phải lập tức lao ra. Cảm thụ một cổ hơi thở này, thần sắc mọi người không khỏi kinh hoàng. Một cổ khí thế ngất trời để cho thân hình Diệp Thần như núi cao sừng sững ở ngưng hồn đài. Lộ ra thấy rõ, Diệp Thần đã xảy ra chất biến hóa. Đây không phải là hơi thở người tu luyện chân nguyên cảnh nên có. Chẳng lẽ Diệp Thần đã lặng yên không tiếng động bước vào siêu phàm cảnh. Ngược lại hút hơi thanh âm khí lạnh, thay nhau vang lên. Ánh mắt tất cả mọi người cũng lộ vẻ được khó tin. Nguyên bản, lần này đi tới bên trong ngưng hồn đài, chính giữa tất cả mọi người, không thể nghi ngờ là huyết phong hoa có khả năng dẫn đầu đột phá nhất. Nhưng mà, đi tới ngưng hồn đài lại phát sinh hết thảy, thậm chí không có cho huyết phong hoa có cơ hội lưu lại. Bây giờ Diệp Thần vượt qua nhiều cảnh giới lớn như vậy, mọi người có thể đủ ổn định như thế nào? Ánh mắt kỳ ra tiểu thư cách đó không xa cũng là thoáng qua một tia thần sắc hoảng sợ. Thằng nhóc này ngược lại là có ý tứ, ngưng hồn đài ở núi Côn Lôn Hoa Hạ không hề coi là mạnh mẽ, nhưng là lại bị thằng nhóc này rất miễn cưỡng tước đoạt. Mâu chốt khí tức cường đại nhiều lần như vậy, thật là chưa bao giờ nghe, chẳng lẽ người này và kỳ tư thanh tỷ tỷ là một loại người. Nếu như người này gia nhập kỳ gia, vậy kỷ gia không phải lại thêm một vị thiên tài yêu nghiệt sao. Giờ khắc này, kỳ gia tiểu thư đối với mãng gân hắc bạo cuồng mạch ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Nàng cảm thấy hứng thú là diệp thần. Từng đạo rung động ngay trong ánh mắt, ở chính giữa từng trận tiếng kinh hô, huyết phong hoa phục hồi tinh thần lại, ý định giết người bùng nổ thằng nhóc này đối với hắn mà nói là một đạo uy hiếp. Vốn là thằng nhóc này ở trong mắt hắn bất quá là một con kiến hôi tùy thời có thể bóp chết, bây giờ nhìn lại, tuyệt đối nguy hiểm. Thậm chí người này và Diệp Thần Hoa Hạ uy hiếp huyết minh như nhau. Thế giới này là thế nào? Họ Diệp cũng trâu bỏ như vậy. Diệp ra côn lôn hư yên lặng thật lâu chẳng lẽ muốn bộc phát. Nếu như ta không lầm, mới vừa rồi các người huyết minh ở lúc ta tu luyện muốn giết ta. Nếu như không phải là kỳ gia tiểu thư ra tay, sợ là ta đã sớm bỏ mạng ở cái ngưng hồn đài này. Nếu như các người huyết minh nguyện ý quỳ xuống thần phục, ta có thể cân nhắc cho các người một con đường sống. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Ai có thể nghĩ tới huyết minh lại bị một tiểu tử chân nguyên cảnh uy hiếp? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã à. Ánh mắt huyết phong hoa lạnh như băng, thằng nhóc, ngươi cướp đoạt tài nguyên, nhất định chính là chọc nhiều người giận. Người huyết minh chúng ta giết ngươi, có lỗi gì? nhiều người giận. Ha ha, ngươi huyết minh lại là thứ gì? Ta không chỉ muốn chọc nhiều người giận, ta còn muốn để cho toàn bộ các người quỳ xuống. Ánh mắt Diệp Thần đột nhiên đổi được lạnh như băng. Giết! Một tiếng thét dài, Diệp Thần bỗng nhiên giết ra. Đại nhân, thằng nhóc này khùng ngông như vậy, ta tới lãnh giáo mấy phần. Khoảng cách Diệp Thần gần người đệ tử huyết minh nhất, bước ra một bước, hồng môn xăm trên cổ lóe lên tia sáng chói mắt. Thực lực đệ tử huyết minh tại là thần du cảnh tầng 6, không tính là quá yếu. Trường kiếm trong tay hắn bùng nổ ý định giết người, trực thủ chỗ hiểm Diệp Thần. Nhưng là hắn hồn nhiên không biết, ở thời điểm Diệp Thần là chân nguyên cảnh tầng 3 là có thể chém chết cường giả thần du cảnh tầng 6. Mà bây giờ hắn bước vào tầng 8. Người này làm sao ngăn trở, bành, kiếm Diệp Thần không nhúc nhích. Trực tiếp vỗ ra một trường. Một trường này là phần thiên chi nộ của Trần Thiên Lê tay hắn bây giờ vẫy trực tiếp có thể đem phần thiên chi nộ phát huy đến trình độ cao nhất. Chính giữa một hồi tiếng nổ nặng nề, đệ tử huyết minh, thậm chí không kịp phát ra một tiếng hét thảm, không kịp làm ra một chút phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn ngực mình, thân sắc tràn đầy hoảng sợ. Một trường của Diệp Thần, giờ phút này lại trực tiếp xuyên thấu ngược hắn, đánh nát lục phủ ngũ tạng hắn. Thậm chí thần hồn cũng hoàn toàn bị nổ. Chết! Không để ý tới mặt đầy hoảng sợ, thân sắc đệ tử huyết minh dần dần ảm đạm, Diệp Thần hừ lạnh nói. Oanh, một cổ chân khí lấy bàn tay Diệp Thần làm trung tâm, nổ tung. Năng lượng bàng bạc xông vào đến quanh thân đệ tử Huyết Minh này, đảo mắt bây giờ, đem sức sống hắn hoàn toàn đoạn tuyệt. Phịch, cho đến lúc đệ tử Huyết Minh ầm ầm ngã xuống đất, một phiến ngưng hồn đài tĩnh mịch. Cái này, cái mẹ hắn liền chết. Làm sao làm được? Ta không thấy rõ thằng nhóc kia xuất thủ như thế nào. Mơ hồ bây giờ phảng phất có sinh ra một đạo hỏa diễm, đối phương cũng không có đụng tới vũ khí, làm ta cảm giác so với kia kỳ ra tiểu thư còn bá đạo hơn. Ba ngày, thằng nhóc này rốt cuộc bước vào cảnh giới gì? Chân nguyên cảnh tầng 3, ước chừng ba ngày, dù là có ngưng hồn đài, cũng không khả năng bước vào một cảnh giới lớn à, ở côn lôn hư cũng không khả năng. La lịch thằng nhóc này rốt cuộc ra sao, tên gì? Diệp tiên sinh. Côn lôn hư nào có cái họ diệp khủng bố như thế? Ước chừng qua một lúc lâu, chính giữa gió lạnh, phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, sắc mặt hoảng sợ. Diệp thần ra tay một cái, liền để mọi người người cảm giác sợ hãi. Không thấy rõ ra tay như thế nào, chính là trong nháy mắt giết một người tu luyện thần du cảnh. Không người nào có thể tiếp nhận cái này. Gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Không để ý đến ánh mắt chung quanh bắn tới từng đạo hoảng sợ, khóe miệng diệp thần lộ ra một tia cười nhạt khinh thường. Người tu luyện huyết minh thần du cảnh tầng 6 hôm nay ở trong mắt Diệp Thần nhỏ như con kiến hôi. Đây cũng là công lao lớn nhất của luân hồi mộ địa. Hắn tu luyện so người bất kỳ đều phải vững chắc. Hú chi mỗi một vị đại năng biến mất, liền có một bộ phận lực lượng hội tụ đến bên trong thân thể hắn, cơ hồ mỗi lần cũng có thể làm cho hắn vượt qua hai cảnh giới. Lần này ở ngưng hồn đài, càng làm cho luân hồi mộ địa xảy ra biến hóa lớn. Chỉ bất quá bởi vì chuyện của ngoại giới, hắn không có tốn thời gian đi cảm thụ cùng xử lý xong chuyện ngưng hồn đài, sẽ ra tay cũng không gấp. Ngươi tựa hồ cũng muốn chịu chết. Diệp thần quay đầu, hướng nhìn cách đó không xa, một đệ tử huyết minh từ từ đến gần mình sắc mặt tái nhợt, mặt không cảm giác nói. Một phen, giống như tử thần thẩm phán, để cho người dùng mình. Thằng nhóc, ngươi có thể biết đắc tội huyết minh là tội gì. Nhiều người ngưng hồn đài nhìn như vậy, nếu như ngươi động thủ nữa, huyết minh tất nhiên sẽ điên cuồng đuổi giết đối với ngươi tựa hồ bị kích thích to lớn, đệ tử huyết minh đó đến gần Diệp Thần, điên cuồng. Dưới khủng bố cực hạn, hoặc là tan vỡ, hoặc là điên cuồng. Đệ tử huyết minh này điên cuồng, ở chính giữa Diệp Thần dự liệu. Nhìn người nam tử này, khi thế quanh thân bùng nổ, sắc mặt dữ tợn, Diệp Thần khinh thường lên tiếng. Huyết minh, ta thật đúng là chưa sợ qua, đắc tội thì đắc tội, nhớ, tên gọi ta Diệp Thí Thiên. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thí Thiên ta gặp một lần người huyết minh, liền giết một người, thẳng đến giết hết chúng sinh huyết minh, đem huyết minh tiêu diệt ở bên trong côn lôn hư. Lời nói lạnh như băng vang khắp, để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dĩ nhiên danh tự Diệp Thí Thiên này là Diệp Thần tùy tiện lấy, cảm giác ngược lại có chút thô bạo, liền tạm thời dùng. Bây giờ hắn dịch dung, tự nhiên sẽ không bại lộ thân phận Diệp Thần, nếu không đối với Diệp gia kinh thành cùng với Hoa Hạ đều là uy hiếp. Từ nay về sau sẽ để cho truyền thuyết Diệp Thí Thiên truyền lưu tại dịch bảo các. Toàn bộ ngưng hồn đài quanh quẩn thanh âm Diệp Thần. Giờ khác này, yên tĩnh đến trình độ cao nhất. Tất cả mọi người hồi nào nghe qua lời lừa dối như vậy. Nói ra từ trong miệng tiểu tử này ba ngày trước bất quá là chân nguyên cảnh. Chân nguyên cảnh khiêu chiến toàn bộ huyết minh. Nếu như bị những người côn lôn hư đó nghe được tuyệt đối sẽ cười lạnh một tiếng, lại là nói một câu không biết tự lượng sức mình. Nhưng là giờ khác này phần lớn người ngưng hồn đài lại có chút tin. Bởi vì thực lực diệp thần bùng nổ để cho bọn họ tin. Sau yên tĩnh đó, một phiến xôn xao. Người này tên Diệp Thí Thiên, cô lôn hư có cường giả loại này sao? Thí Thiên, cả ngày người này cũng thích giết chóc, làm sao không dám động huyết mình. Danh tự Diệp Thí Thiên này cũng quá ngang ngược đi, hơn nữa thiên phú nghịch thiên của tiểu tử này, chỉ cần không chết yểu, trong 10 năm tất nhiên rung động cô lôn hư có thể cùng thiên phú diệp thí thiên này coi như phỏng đoán chỉ có kỳ tư thanh kỷ ra kia. Tất cả mọi người nhớ thật kỹ dáng vẻ người thanh niên kia. Lại là đem diệp thí thiên cái này ba chữ bó ở đáy lòng. Bất kể như thế nào, bọn họ cùng với thế lực sau lưng muôn ngàn lần không thể đắc tội. Mà giờ khác này, người duy nhất biết thân phận diệp thần thẩm, diễn cảm thẩm thạch khê cổ quái đến mức tận cùng. Diệp thí thiên, sư tôn thật đúng là dám lấy, cả ngày cũng không tha cho hắn, Côn Lôn Hư lại coi là cái gì? Nếu như hôm nay sư tôn trở lui toàn thân, sợ rằng không được bao lâu các ngõ ngách Côn Lôn Hư cũng vang khắp tên chữ Diệp Thí Thiên. Đáng giận nhất là hẳn là huyết minh, bọn họ khẳng định không nghĩ tới Diệp Thí Thiên và Diệp Thần lại là cùng một người. Thanh âm rơi vào bên tai đệ tử huyết minh điên cuồng, sau đó nhìn huyết phong hoa một cái. Hắn hướng huyết phong hoa gật đầu một cái, hắn không do dự nữa, xông ra ngoài. Huyết phong hoa không gấp ra tay trước, hắn là muốn mượn đệ tử huyết minh thăm dò lai lịch diệp thí thiên tốt nhất là lấy xa luân chiến để cho diệp thí thiên mệt mỏi không dứt đến lúc đó hắn sẽ ra tay chấn áp tuyệt đối mặc dù loại thủ đoạn này có chút nhỏ nhen nhưng là đối mặt diệp thí thiên không biết sâu cạn mà nói loại phương pháp này là bảo hiểm nhất thật muốn tìm cái chết ta tác thành người nhìn đệ tử huyết minh vậy điên cuồng một tiếng diệp thần quát lạnh thân hình hướng cướp ra phía trước rầm rầm vạch ra một hàng hư ảnh Tốc độ Diệp Thần như lôi điện vạch qua thương khung. Gục xuống cho ta, đến đây là hết tập 301 rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha.